Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 18 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, có nhiều người than phiền nói rằng hình như anh Hùng không bao giờ đọc comment và trả lời comment trên các kênh YouTube của anh Hùng phải không? Cái này thì tôi cũng đã trả lời khá nhiều lần và hôm nay cũng xin trả lời lại một lần nữa đó là khi mới lập kênh thì tôi còn có đọc comment thời gian đầu nhưng mà sau những thời gian sau đó nhiều khi thấy rằng là không đủ thời giờ và cũng không nên tương tác vì có những người thì họ đã như vậy rồi họ muốn nói gì thì nói khen cũng có chê cũng có tôi nói rằng là cái việc khen á và những cái con số ngón tay đưa lên á, là chín mươi mấy phần trăm và khoảng chừng 3 cho đến 5% những người chống đối thì nó cứ vậy nên là tôi hiểu vậy rồi thì tôi cũng không có đặt nhiều trọng tâm. lâu lâu thì tôi cũng đọc một số comment nhưng tôi không có trả lời. Thế hôm nay đó là sau bao nhiêu, coi như là hơn một năm rồi Thì bây giờ nhân dịp 131 năm sinh nhật của Hồ Thì tôi có làm một cái chương trình là không có lấy bằng tay mà che ánh mắng, ánh, ánh mặt trời được đó. Thì tôi muốn là cái sự tương tác của tôi với quý khán thính giả trong cái bài viết đó trong cái bài YouTube đó nó có những cái ý nghĩa như thế nào Thì uh, tôi sẽ tương tác uh, Lúc mà tôi tương tác thưa quý vị Thì uh, tới giờ mà tôi đang uh, lên chương trình đó, Là khoảng chừng 19.000 19.000 mấy trăm lượt người xem à, Và đã có khoảng chừng hơn 400 Người có comment Thì bây giờ tôi đọc từng comment một có vài thôi và tôi sẽ tương tác đây là lần đầu tiên tôi tương tác bằng kiểu này với những người khán thính giả của tôi không có sự và uh, uh, gọi là kỳ thị đi nó chứ kỳ thị tức là không có tách biệt người này hay người nọ tôi sẽ đọc comment cứ lần lượt rồi tôi sẽ trả lời thứ nhất là comment của Việt Nam Today của anh Quang Trường cảm ơn anh hoàng Duy hùng đã có những động viên trường nguyễn cố lên anh quê mẹ đón chờ anh về thì uh, trường nguyễn với tôi thì quý vị đã hiểu rồi nên tôi tin cái <laughs> uh, Cái comment đó của trường nguyễn và tôi cũng xin uh, nhiều người có trả lời cho cái kênh cái, cái comment đó của anh trường nguyễn đinh nam hoàng người xưa có câu xã hội học thế nào thì sống như vậy các anh sống trong một xã hội quá ư tồi nên bị ảnh hưởng của xã hội đó rất mong mọi người trong chúng ta hãy cùng nhau thắp lên ánh sáng của quê hương để dặn dẫn lối cho những người yêu nước chân chính lưu lạc đó là ý kiến của anh Đinh Nam Hoàng, ý kiến của tôi yêu tổ quốc, luôn ủng hộ luật sư Hoàng Di Hùng cùng anh Trường Nguyễn và chị Lê Lê, mong các anh vững tâm, chỉ một ít tuổi chống phá anh là tuổi câu view, lợi dụng lòng yêu nước của mọi người thôi, rồi thả ba cái trái tim. người thứ ba Khang Trần, tôi yêu tổ quốc trả lời cho tôi tổ quốc đó, chỉ một youtube tuổi chống phá vậy sao bữa nay thằng chó hoàng duy hùng là chữ tôi đó phải viết bài xin lỗi trên báo nhân dân vậy vì ai đúng ai sai những người chống đối luận điệu xuyên tạc của nó là sai hay sao nó lại phải xin lỗi Tôi đi đâu có xin lỗi những người đó, nó trả lời lại là Khang Trần tôi có xin lỗi những người đó. Tôi xin lỗi là tôi xin lỗi trước đây những bài viết tôi nói về không đúng về cụ Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Phân biệt cho ngay cái 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 nick Khang Trần này. Thế rồi cái nick tôi yêu tổ quốc trả lời lại Khang Trần. Cái đầu mày có não hay không? Là chỉ chứa phân đọc bài đó đi hãy bình luận nhé. Như tôi nói rằng là tôi đọc nguyên văn tôi không có phân biệt, tôi không có phân biệt là là kỳ thì chữ này chữ nọ ngay cả họ gọi tôi là thằng chó hoàng Duy hồn tôi cũng đọc nhé. Để quý vị hiểu gì như vậy. Cái nick hang cần trả lời tổ yêu tổ quốc. Bài đó nó xin lỗi cái gì vậy con? Có phải nó xin lỗi những điều mà anh em trong nước đã phản biện nó không? từ Cách mạng trắng, bản tuyên ngôn độc lập, hội nghị sơ bộ năm 1946 về 30 tháng 4 1975 về hai quốc gia đúng là một lũ ngu nhục có tài có tai có não chỉ để trang trí cái bài viết của trên báo Nhân Dân nó đã, đã tự nó rõ nên cái này là khang trần bịa cũng là tiếp tục bịa tôi không có cần trả lời rồi khang trần lại nói với uh, quang trường mõm long mày nghĩ mày là ai mày có quyền hành méo gì mà cho thằng này về hay thằng kia về mày con và con lê lê chỉ là một cặp sóng nhờ kêu gọi từ thiện thôi. để quý vị quý vị thấy là cái nick khang trần này đủ hiểu là ai rồi. chưa bao giờ thấy quang trường bảo cho người này hay người kia về mà chính họ lại là cái người cấm cản không cho người này người kia về. Như tôi nói rằng là cho ai về hay không đó là quyền của nhà nước Việt Nam và của Bộ Công an Việt Nam. Tất cả những người này như Khang Trần rồi gì á là những người đòi đứng lên trên cả nhà nước Việt Nam và cả trên Bộ Công an Việt Nam. Họ phải chịu trách nhiệm với pháp luật Việt Nam, có vậy đó Họ nghĩ rằng là họ có quyền hết. Nhân danh cái gọi là phản biện, bịa chuyện, vu khống, đặc điều. Ngay cả cái bài viết mới đây mà còn còn không thấy nữa Cũng bị chuyện ra Tự cho rằng là tôi xin lỗi họ Tôi đâu có xin lỗi họ Tôi xin lỗi là xin lỗi cụ Hồ Về những cái bài viết hồi xưa hồi xưa Ngộ nhận về cụ Hồ Hai cái nó khác nhau Rồi Mục đích là an bình trả lời cho Khang Trần Bạn không nói Không ai biết bạn ngu mà thực tình là bạn không đáng làm con người chuyện đã hơn 20 năm rồi. Đúng vậy, đã hơn 20 năm rồi. Tôi đã nói là cái bài viết đó đã hơn 20 năm rồi mà. 20, coi như 25 năm tới nơi rồi. Cũng là Nick An Bình, đã cảm ơn anh. Bài viết của anh rất hay, nhất là qua giọng điệu của Lê Lê. Minh Nguyên Ngọc trả lời cho tôi yêu tổ quốc và An Bình. Bạn càng chọc, nó càng sủa đó Tức là nói là chọc khang trần thì nó càng sủa Rồi Minh Nguyên Ngọc nói tiếp và Chúc luật sư Hoàng Di Hùng và anh Trường Nguyễn hãy vững tâm 97 triệu dân Việt Nam ủng hộ các anh Rồi Nick Việt Nam đất mẹ Chúc luật sư và anh Trường Nguyễn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc và có cái nít lại là cái nít năng khang trần này lại là, là tiếp tục của xã An Bình Mày lại ngu nữa Chuyện 20 năm trước nó đã xin lỗi rồi Bài này là xin lỗi những phát ngôn của nó từ năm 2020 tới nay Bài này không phải nó viết Mà một kẻ nào đó trong nước đã viết cho nó Bắt nó quy hàng cúi đầu nhận tội Bài báo này của nó tại thời điểm trên hiện tại nhưng cũng là bài báo đóng đinh nó suốt đời như thưa quý vị đó là cái người khang trần này đó là cứ bịa chuyện vậy thôi bài tôi viết thì nó nói là bài người nào nó viết xong rồi là bài tôi nói tôi viết tôi nhận định về cụ hồ Hồi trước đây hai mươi mấy năm thì tôi nói vậy thì nó lại nói là bài là để viết xin lỗi từ nó nhưng mà tiếp tục vậy thôi đủ hiểu thôi nick keo sơn trả lời cho an bình cẩu ghẻ thì không hiểu tiếng người Bạn nói tiếng người nó không hiểu đâu bạn ạ à. Kệ nó sủa cho nhiều comment Đúng vậy, kệ nó nó sủa Rồi Nick An Bình trả lời Cao Sơn Cảm ơn bạn Rồi Bảo Châu trả lời cho Khang Trần Ê, mày có theo dõi Mày có theo dõi những tháng trước chưa vậy Hoàng Dương đã xin lỗi bác Hồ Và hứa lúc nào về Việt Nam sẽ đến viếng lăng bác và xin lỗi người Sao mày không biết vậy mà còn sủa ngu? Cái này thì tôi xin cảm ơn Bảo Châu rất là nhiều. Tôi đã nói rằng là tôi dành cái việc mà tới gọi là thắp nhang á. À, không phải là ở tại nhà tôi hay ở đây mà tôi dành cái việc đó sự trang trọng khi mà tôi về Việt Nam lần tới. Tôi tới Lăng Bác. Tôi thắp nhang và tôi xin lỗi công khai lúc đó. Nên ai mà hỏi tôi thì tôi cũng đã trả lời rất là rõ ràng. Tôi dành cái giờ đó. Cái giờ đó là cái tham minh nó quan trọng đối với tôi. Đối với ai tôi không biết còn có chuyện của tôi tôi làm tôi quyết định như vậy. Đó thì tôi cũng xin cảm ơn Nick Bảo Châu đã có góp ý như vậy. Nick Thị Tuyết Pham Nghe bài báo của luật sư tôi cảm nhận được sự chân thành như Đức Phật đã nói hễ buông dao xuống thì sẽ thành Phật Xin cảm ơn chị Thị Tuyết Phạm. Nick Kỷ Nguyên, chứng cứ lịch sử là chân lý không thể xuyên tạc. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Rất mừng và rất hâm mộ luật sư Hoàng Duy Hùng đã trở về với dân tộc luôn ủng hộ luật sư Hoàng Duy Hùng. Xin chân thành cảm ơn Nick Kỷ Nguyên. Nick Hoàng Phân Công Chào luật sư Hoàng Diêu Hùng, anh biết và hiểu lịch sử của đất nước rất là nhiều và đúng hơn rất nhiều người trong nước nhiều. Cảm ơn anh. Tôi cũng xin cảm ơn Nick uh, Hoàng Phan Công. Nick uh, Công Hiếu Nguyễn Mong luật sư Hoàng Diêu Hùng gửi bài cho mặt báo như Công an Nhân dân, báo tuổi trẻ, báo thanh niên, đồng loạt lên tiếng là tất cả bọn cơ hội, bọn chống cộng bẩn. Vì dân chủ cùi không còn phá chống phá đất nước tôi xin cảm ơn nick công hiếu nguyễn rồi nick tôi yêu tổ quốc bàn tay không thể che mặt trời ủng hộ luật sư chúc anh luôn vui vẻ và khỏe mạnh có bộ nick tôi yêu tổ quốc này ủng hộ tôi rất là nhiều cảm ơn bạn nick yêu tổ quốc nick tiến lương em chúc anh hùng luôn mạnh mẽ và đón nhận ngập tràn tình yêu thương trong nước trên con đường trở về quê mẹ của mình anh hùng nhé. Xin chân thành cảm ơn Nick Tiến Lương. Nick Thu Trinh. Từ Hà Nội chúc mừng luật sư lại được báo nhân dân đăng bài. Báo của luật sư ngày 18 tháng 5 chúc luật sư luôn khỏe và sẽ đạt được những dự định trong tương lai. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Nick Thu Trinh nhưng mà tương lai thì cũng do trời hôm nay sống ngày mai chứ không biết được làm đúng với lương tâm của mình Nick Đinh Tiến Nguyên luôn ủng hộ gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng chúc sức khỏe tất cả mọi người chân thành cảm ơn anh Đinh Tiến Nguyễn Nick Minh Nguyễn Ngọc cảm ơn đã chia sẻ những tình cảm của các anh tức là của tôi và của Quang Trường đó. chào luật sư và những khán thính giả yêu nước trên diễn đàn thân thương từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình An. Chân thành cảm ơn Nick Minh Nguyên Ngọc. Nick Huệ Vũ từ Hà Nội gửi lời thân thương tới anh, chúc anh luôn khỏe, hạnh phúc, bình an. Xin chúc mừng anh đã có bài viết mới được đăng trên báo Nhân dân thật ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn Nick Huệ Vũ. Nick Vẽ Trần nghe lê lê đọc bài báo của luật sư thật tuyệt vời. Nó vô cùng ý nghĩa sâu sắc với những gì mà luật sư bày tỏ. Mọi người cảm thông và mến phục sự quay về đất mẹ Việt Nam thật đáng nể. Xin chân thành cảm ơn nức vẽ trần. Thưa quý vị, tôi cũng xin mở ngoặc hội đồng hoặc ở lại đây là quý vị thấy từ nãy giờ đó là chỉ có một vài cái nức nhờ mà cây cú thôi. À, một vài cái nức cây cú như cái nức khang trần. Và cái số người mà đưa ngón tay lên đó là hơn 1.000 coi như là hơn 1.000 hơn 1.700 1.7k hơn 1.700 mà chỉ ở xuống dưới lúc chỉ có hai mươi mấy người à. chỉ xuống dưới chỉ có hai mấy người là cái cái phần trăm của cái này đó thưa quý vị nó là lên tới là cái bài này, bài bài nói chuyện này ủng hộ nó là lên tới chứ coi như 99 Đấy không mà tất cả các bài trên YouTube của tôi thưa quý vị À, hầu như là từ 97 98% trở lên lâu lâu thì xuống dưới 96 95 một vài lần thì xuống 92% có một lần tệ nhất là chỉ có 88% thôi mà đây là tôi để cho họ thả dàng muốn comment muốn đưa làm gì làm thì nó tự phản ảnh được cái sự thật để không cho nên chỉ có một vài nick cây cú mà vào comment vài ba lần là cãi nhau với người này người nọ mà quý vị cũng đoán biết cái cái nick đó với cái sử dụng cái văn phong đó là của ai rồi nên cũng khỏi phải nói không à, tôi cũng xin mở ngoặt và đóng ngoặt lại như vậy à. rồi bây giờ là nick hải nguyễn hai nguyễn gì đó kính chào luật sư hoàng duy hùng cùng gia đình và fan góc nhìn hoàng duy hùng chúc anh và cả gia đình và fan góc nhìn hoàng duy hùng nhiều sức khỏe và bình an hạnh phúc cái người này là cái lá cờ từ bên phía thụy điển À mà tôi thấy rằng là hầu như là bài nào anh ấy cũng vào, tôi không biết anh hay là chị cũng đều vào và có comment. tôi xin chân thành cảm ơn một người fan rất trung thành là Hai Nguyên từ bên cái lá cờ của Thị Điển. Nick là Ngọc Nguyên, cảm ơn chú nhiều lắm. Bài báo rất xúc động, mong chú sớm về được nhiều sự đón tiếp cho mọi người sống ôn hòa tôi cũng xin cảm ơn nick ngọc nguyên nick nguyên khánh chào anh luật sư hùng và toàn thể khán thính giả của góc nhìn hoàng duy hùng những người yêu đất nước việt nam tôi xin chân thành cảm ơn anh nick nguyễn khánh và trong cái nick nguyễn khánh thì có mấy người họ cũng góp ý là nick huyền nguyễn thị Chúc mừng luật sư Hoàng Dư Hùng lại mới có bài báo đăng trên báo Nhân dân ngày 18 tháng 5 chia sẻ những nỗi niềm trước kia và hôm nay. Hãy nhìn về phía trước mà tiến bước trong một suy nghĩ tích cực hướng về tương lai. Thứ hai, cái nick là, là lượng đàm hai em và nick thứ ba là nick Nguyên Khánh lượng đàm anh trai thân mến. Nick thứ tư lượng đàm Nguyên Khánh ít quá, ít love ít quá. Rồi Nguyên Khánh gửi cho Lượng Đàm muốn thả tim. Rồi Lượng Đàm nghĩa là một và bằng thiệt là đủ rồi. Đó, đó là những sự qua lại của Nick uh, Nguyễn Khánh với uh, những người tương tác. Nick Trường Việt. Sau cơn mưa trời lại sáng, chúc cả gia đình và fan góc nhìn Hoàng Diệu Hùng khỏe mạnh và hạnh phúc. Nick Tuấn Trần, anh Hùng là người thức thời, có kiến thức và tư tưởng tiến bộ qua những việc, kể cả khi còn đối lập nổi bật khi khí tiết và tư cách thủ lĩnh, không phải điềm tĩnh, diện mạo cũng phong độ. Em tin tưởng với sự góp sức của anh, sức mạnh cộng đồng và đất nước vô cùng lạc quan thưa quý vị, thời vì thời giờ có hạn cho nên tôi sẽ cắt bớt cái chữ là chân thành cảm ơn tỉnh từ, từng nick. Nhưng mà ý tôi nói là tôi sẽ là tất cả là tôi cảm ơn từng từng nick. Và những cái gì mà chỉ là chào sức khỏe là gì đó thì tôi xin lược sơ đi lẹ để cho chúng ta bớt mất thời giờ. Trương Việt, xong rồi đó là nick uh, NT Đức 2011 sự chân thành của luật sư Hoàng Duy Hùng, tôi và nhiều người thấy rõ, mong anh kiên định với lập trường, yêu nước, hướng về quê hương, đất nước, hết dịch, anh về quê, chơi. Nick Sĩ Lân Nguyễn, người trong sáng mới viết được bài báo như Hoàng Duy Hùng và Trường Nguyễn. Nick Triệu Bùi, luôn ủng hộ luật sư Hoàng Duy Hùng. Nick Rich Ryu, chúc mừng anh lại có bài báo được đăng trên báo Nhân dân, bọn bẩn bựa lại có cơ sở để có cơ lại có cớ để đánh anh chúc anh sức khỏe vững vàng vượt qua nhé nick thị thanh khương chúc mừng luật sư hoàng như đã đăng bài trên báo nhân dân nhân dịp kỷ niệm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh nick sĩ nam hồ cảm ơn anh hùng luôn theo dõi và ủng hộ hết mình sự nhận thức về sự thật và lẽ phải rồi trở về và cống hiến cho đất nước của bác của các anh chúc anh nhiều sức khỏe và điều tốt lành Nick Văn Nguyễn Bình Chú Hùng nên xem thêm những hình ảnh tại nhà tù Côn Đảo để xem bên nào mới là ác chú ạ à. Cháu nghe chú kể mấy ông lính ngụy nói họ bị rút móng tay đâm tay mà tức thiệt Nick Tuyết Nguyễn Chúc mừng luật sư lại có bài viết đăng trên báo Nhân dân Ngày 18 tháng 5 luôn ủng hộ góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Nick Hải Nguyễn. Chúc mừng anh Hoàng Duy Hùng có bài kỷ niệm ngày sinh nhật Bắc Hồ được đăng trên báo Nhân dân. Nick Quang Trần Thành. Chào cả nhà ủng hộ anh Hoàng Duy Hùng và gia đình yêu nước Việt Nam mình. Nick Lệ Liên chúc mừng luật sư về bài báo rất hay và đầy ý nghĩa, luôn ủng hộ anh. Nick Ngang Kiều Thi Thu. Anh Hùng ơi, sau khi nghe bài viết của anh ngang thật sự cảm thông và càng quý mến anh hùng chúc anh luôn giữ gìn sức khỏe tự tin vui khỏe nha nick tương pham lê lơ vừa đọc xong bài viết của anh hùng rất hay anh hùng viết bài ca ngợi Bắc hồ rất thành tâm ý nghĩa nick thái quốc em chào anh hoàng dương em thật ấn tượng về anh mong anh vượt qua dư luận mà về quê hương còn xã hội nào cũng có con sâu anh ạ. À. Nick Anh Tuấn Luôn ủng hộ luật sư Hoàng Như Hùng Chúc anh luôn mạnh khỏe. Nick Maggie Trần Luôn tin tưởng và đồng hành Cùng luật sư Hoàng Như Hùng Ủng hộ con đường quay về với quê hương Bằng cách tâm trong sáng chân thành Chúc ông nhiều sức khỏe Chúc ngày mai trời yên biển lạnh Sớm được chào đón ông về Việt Nam. Nick thảo dược nhập khẩu từ UK. Chúc luật sư luôn kiên định lập trường và trở về đất mẹ yêu thương. Nick Miên Nguyễn, cảm ơn luật sư Hùng và trường. Các anh có nói ra thì chúng tôi mới biết về các anh, chứ thực ra chúng tôi chưa bao giờ mất lòng tin với đảng, với tổ quốc của tôi. Nick Thu Phạm, chào luật sư, chào gia đình fan góc nhìn Hoàng Dư Hùng, chúc mọi người sức khỏe bình an. Nick Loan Kim, từ Phan Rang, Ninh Thuận, Việt Nam luôn ủng hộ anh luật sư Hoàng Dư Hùng. Nick Nguyễn Phong, Trường Nguyễn giờ quá êm ấm bên vợ con rồi. Ai bằng nữa, anh Hùng ơi. Nick Xuân Lê cảm thông với hoàn cảnh xuất phát vì sao anh Hùng có suy nghĩ hành động sai trái. Cái khó khăn của anh phải tự tìm hiểu sự thật. Mà xung quanh anh toàn giả dối, Thật cảm phục và trân quý tấm lòng của người con đất mẹ như luật sư Hoàng Di Hùng, quan trường, đã rũ bỏ, gột rửa những quá khứ, dám chấp nhận hy sinh kể cả tình cảm thiêng liêng là gia đình. Mong anh kiên định lập trường hẹn ngày Việt Nam hết dịch sẽ chào đón anh trở về trong niềm vui trọn vẹn. Nick Út Hà Phạm, xin trân trọng, kính chào anh Hùng, chúc anh vạn sự bằng an. Nick Dương Minh đồng cảm, thương cảm, chúc mừng và luôn ủng hộ anh. Nick Bá Đa Trịnh gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, sống phải biết nơi nào sáng, nơi nào tối, không u muội. Nick Nguyễn Du cựu chiến binh từ Hải Phòng, xin chào luật sư, chúc anh luôn mạnh khỏe, bình an. Nick Mao Hồ, mong anh luật sư Hoàng Như Hùng sớm về đất mẹ Việt Nam, Nick văn ngà đỗ bài nói của anh rất hay cố lên anh phải lập mặt nào của bọn hại dân bán nước đó. Nick trần bằng không biết là trần nick trần Băng ai cũng có một hướng đi một cuộc đời cuối cùng mà đem lại vinh quang mới là hạnh phúc. Nick thanh mai phạm thị luôn yêu quý và ủng hộ anh. Nick thu lê lời tâm sự của hoàng diệu hùng nghe rất chân thật và cảm động. Rất mong luật sư mạnh khỏe và có những lời nói và hành động đúng với lương tâm. Nick Đào Thị Giang Chào luật sư Hoàng Duy Hùng, cả nhà yêu nước, luật sư giữ gìn sức khỏe sớm về Việt Nam, chào đón. Cái nick này thì có 5 người trả lời nhưng mà tôi không có kịp thời giờ, cho nên tôi cũng xin bỏ qua cái lời trả lời. Rồi nick My Huyền chúc mừng luật sư đã có bài viết đầy cảm xúc trên báo Nhân dân. Nick Hoa Lệ, Hoa Lê vậy mà không chưa lựa cùng kháng thính giả cả nhà mừng thì luật sư cũng nên thả cho họ trái tim để khích lệ tinh thần cho kháng thính giả để theo anh cùng năm tháng à cái này là người trách tôi là tại sao không có chịu đọc comment ra rồi ít nhất là phải thả tim tôi cũng xin thiệt thú thiệt với hoa lê tôi cũng chưa biết thả tim để hôm nào để coi thử thả tim trên trên cái máy iPhone nó có lẽ nó khác Hoặc là cái này tôi trên laptop thì tôi tôi không thả tim để tôi thử thả thử thả tim được đây không hoa lê không thả tim được chịu đây là những người trách tại sao không có chịu đọc comment sẽ ít nhất cũng động viên khán thính giả nói vậy cho quý vị biết đọc là đọc hết từng này comment cho là mất một giờ mà nếu một giờ đó ngày ấy như vậy là hai ba giờ đó thì uống thời giờ để đọc tin tức làm chương trình cống hiến thêm cho quý vị thôi. một nick nữa là nick uh, thu trần rồi uh, nói chung là chúc mừng thôi rất là nhiều nick để chúc mừng có nick uh, chị lisa Brunnen cái nick này thì chị này là hầu như trong clip nào cũng thấy vào và tôi có nói chuyện với chị Lisa Brennan rồi Tôi biết chị là ai rồi Chị ở bên California Cái hôm mà tôi đi qua bên Las Vegas cùng với ông Nam Sơn Thì chị tính đi qua bên đó Nhưng mà lúc đó thì tụi tôi là lái xe đi tích qua bên Albuquerque rồi Tôi có nói chuyện với chị Lisa Brennan Thì chị có nói trong này là Ai có ở trong hoàn cảnh của luật sư Hoàng Dư Hùng và Trương Nguyễn Mới thấy thương và cảm thông Trên 4 triệu Việt Kiều ở khắp các quốc gia không có mấy ai đủ can đảm và bản lĩnh một mình một ngựa giữa chiến xa. Chúc mừng luật sư Hoàng Di Hùng đã có bài báo nhân dịp sinh nhật của bác Hồ ngày 19 tháng 5 đã động đến hàng triệu trái tim người dân trân trọng ngưỡng mộ luật sư Hoàng Di Hùng. Và thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn chị Lisa Brennan và ông xã của chị. Nick Vinh Vinh, chào anh, chào mọi người nhé. Nick Lang Lâm, chúc mừng anh được có bài báo được đăng trên báo Nhân dân. Nick Trường Việt, chúc luật sư một ngày nhiều năng lượng. Nick Hang Trần Công, em đã dũng cảm vượt qua chính mình, hoang hô Hoàng Du Hồn. Nick Văn Hợi Nguyễn, anh Hùng à, nghe Lê Lê đọc bài của anh mà hai dòng lệ tràn đầy khóe mắt. Cảm ơn anh, anh đang sống yên bình hạnh phúc trong lòng đất mẹ, giữa tình yêu tình tình của các fan và gia đình và góc nhìn Hoàng với Hùng. Hai Hoàng lại một lần nữa anh Hùng được lên báo chúc mừng anh. À, một bác một bác thì cái này thì có lẽ là nói Mỹ chút xíu đây bên phía bên kia bọn chúng không, bọn chúng đang nó đang rình từng lời nói của em để xuyên tạc bánh em, cẩn thận nha em. Con à, Dòi chúa bên Cali đang rình em Thải ra chỗ nào thì nó liếm chỗ đó Rồi có những người trả lời như Nick Huệ Vũ rất chính xác Rồi Nick Bảy Lọc hôm nay chưa thấy Lão Hùng Bựa lên live stream Hay Lão đã bị tẩu hỏa rồi Rồi Nick Nắng Chiều Lão Bựa lên lúc này Cuối clip yêu cầu Hoàng với Hùng Lập bằng thờ bác tại phòng Livestream Rồi Nick Huệ Vũ Mình mong luật sư Hoàng Di Hục Đừng để ý những lời phi nghĩa của ông ta Kéo lại Trúng kế của lão Đừng để cho lão ta đắc ý Thì tôi có hứa với bà Chú Bảy Liêm mà thôi Cái chuyện của mấy ông ấy Ông muốn nói gì ông nói ông làm gì ông làm Ông bảo ông bẩn bựa ông làm gì ông làm Ông đưa thư tới nhà tôi Ông đưa thư tới nhà tôi tôi nói là trả về Trả về liền Tôi không có nhận cái thư đó vì không biết ở trong cái thư đó có đồ rải ngứa hay là một cái lá thư này một cái lá thư mà ông nói trên YouTube là khác còn cái lá thư mà gửi đó là khác ông đó không có tư cách để gửi cho tôi ông phải theo luật theo phải qua một cái trung gian trung gian đó là một là thừa phát lại hai là một tổ hợp luật sư nào đó chứ ông không có đủ tư cách để gửi cho tôi nó thiệt là như vậy cho nên tôi cũng dạ, có phải trả lời gì với mấy cái chuyện của ông đó. Rồi Nick Đức Phạm nghe kinh quá. Nhưng thật ra trong ngày đầu thống nhất đất nước, tôi là người ở lại cũng thấy lo lo. Nhưng chỉ thoáng qua và rồi hòa nhập ngay vào cuộc sống mới thôi. Nick Tao Vàng Bài báo Nhân dân đăng về luật sư Hoàng Duy Hùng quá hay và ý nghĩa. Nick Văn Thanh Trần làm Hoàng Duy Hùng quá tuyệt vời, luôn ủng hộ anh. Nick Thanh Mai Phạm Thị, luôn yêu quý và ủng hộ anh. Nick Lương Nguyên Thanh, Hùng phải làm cho mọi người chống cộng cực đoan phải có nhận thức đúng như thế, Hùng nhé. Tôi cố gắng là đưa ra những quan điểm và nhận xét của tôi, nhưng mà họ có thu nhận được hay là họ có gì đó, đó là do cảm xúc của mỗi người và nhận định của mỗi người cũng như cái duyên số của mỗi người. Cái cái, cái mầm tức là cái nhân cái gì đó của họ trước kiếp trước kiếp này họ trong con người của họ như vậy thì chịu. Nhưng mà nếu mà có những người mà nhập cuộc mà cứ làm như vậy nó giống như là mình tạo một cái phong trào từ từ đó, cho cái thế hệ trẻ và đặc biệt có những người có tâm hồn thì họ sẽ nhận ra. Thật ra tôi cũng đã tiếp xúc rất là nhiều bác lớn tuổi ở bên này chứ không phải không. Tôi biết các bác đã muốn về Việt Nam và đợi dịch Covid xong họ sẽ về. Họ sẽ bắt đầu con đường quay về với tổ quốc giàu rằng họ rất là lớn tuổi. Có rất là nhiều người vì chống cộng cực đoan trước đây ở hải ngoại theo dõi chương trình của tôi. Tôi nói thiệt như vậy. Nói thiệt. Có những người từng là chủ báo nữa kìa mà hoa giờ là họ hoàn toàn đồng ý với những cái nhận định cho có thời gian thì họ thấy rằng là cần có tương tác họ tương tác thêm cho họ hiểu cho nên là tôi tin rằng con đường hòa hợp dân tộc sẽ thành công không có chạy đâu hết á cho nên tôi cũng xin trả lời với nick lương nguyên thanh á thì tôi cũng sẽ cố gắng hết mình như tôi đã nói là làm kiếp tầm thì nhà tơ nhưng mà trong cái khả năng của tôi tôi chỉ là một mình thôi với những cái sự nhập cuộc và vận động của tất cả quý vị ủng hộ của quý vị chính những cái sự ủng hộ này của quý vị làm cho nhiều người ở hải ngoại tin rằng nghị quyết 36 là thành thực tạo cái sự hòa hợp dân tộc chứ trước đây thì họ rất sợ bây giờ họ thấy từ 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 nhất là những comment như vậy thì họ rất là thích họ thấy rằng a à, như vậy là nghị quyết 36 là tạo sự hòa hợp dân tộc là đúng nếu mà có những cái comment mà cứ phản đối hoài Thì nó à như vậy là chắc có lẽ là không đúng Nên xin chân thành cảm ơn ông hay bà Lương Nguyên Thành cũng xin chia sẻ là như vậy Rồi Nick Khánh Hoàng Đọc báo nhân dân về bài viết của anh rồi Rất hay và thành thật Vậy là mọi người hiểu và tha thứ rồi Nick Lợi Thái rất ủng hộ Hoàng Di Hùng, mong em phát huy tốt hơn, cứ thẳng một đường mà đi. Chúc em mọi sức khỏe. Nick Lê Phong Vân Vân cười mấy mấy, xã hội hay quốc gia nào cũng có mặt trái, nhưng ít quốc gia nào có sự bình yên được như Việt Nam. Hãy về với đất nước, luật sư à. Nick Can Trần, sự thật là chân lý, cách mạng là sáng tạo. Hoàng Như Hùng là chiến sĩ tiên phong, luôn ủng hộ. Ok. Nick Tuấn Nguyễn, đất mẹ đang chờ anh về, chúc anh sức khỏe và bình an. Nick Văn Hoa, à, tôi cũng thấy là Nick họa sĩ Văn Hoa này là họa sĩ Đinh Thanh Vân. Lúc nào cũng ủng hộ, tôi cũng xin chân thành cảm ơn chị họa sĩ Đinh Thanh Vân. Nick nắng chiều, sao không thấy bài báo của Quang Trường? Nay chỉ thấy có bài của Hoàng Diệu Hùng thôi. Thì đã có người trả lời là cái bài viết đó là Nick Mi Pham trả lời là bài viết của chú Quang Trường đăng vào hôm 30 tháng 4. Đúng vậy, cái bài viết đó đăng vào hôm 30 tháng 4. Nick Hoa Lê, kiến thức của anh có, chỉ mong anh nhắm mắt lại, Tỉnh tâm và gạt bỏ cái nhìn hận thù. Thì anh sẽ nhìn được cái đúng Cái sai Và chắc chắn anh sẽ nhận được tình cảm Lòng vị tha và tình người của dân tộc mình Anh ạ à. Nick uh, NT Đức 2011 Cụ Hồ là bậc thầy về thu phục nhân tâm Anh Hùng ạ à, Bởi cụ tâm sáng trí cao Chưa từng có ai sánh được đâu Nick Tuấn Vũ thì đưa nhiều ngón tay lên Nick Ngọc Official Con người ai cũng có sai Chúc mừng luật sư Hùng đã chọn con đường đúng Nick Nguyễn Viết Thái Hoan nghênh tinh thần cầu thị Để nhìn ra sự thật của anh Người các tôn giáo Theo Bắc Hồ làm cách mạng rất nhiều Anh nên tìm hiểu thêm về chuyện này Nick Điều Đổ Nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ luật sư Hoàng Như Hùng Quang Trường cha ông ta có nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng hai em ở hoàn cảnh đó nhân dân ta phải biết và thông cảm với hoàng duy hùng và quang trường ních hiếu nguyên ngọc những lời chân tình đây ních trương Phạm văn hoàng duy hùng thật đồng cảm dũng cảm và thông minh khi nhận ra sự thật dám nhận lỗi lầm của mình ủng hộ góc nhìn hoàng duy hùng chúc anh thành công Nick Bảo Hương Giang luôn ủng hộ luật sư Hoàng Duy Hùng. Nick Công Hiếu Nguyễn quá khứ hãy để cho vào dĩ vãng. Ta hãy chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp. Thưa quý vị, hầu như là còn mấy trăm nick ủng hộ với những cái lời văn na ná như vậy. Với những cái lời văn na ná như vậy cho nên tôi nghĩ rằng là phản ảnh tới đây cũng đã đủ rồi vì chương trình quá dài. Nhưng một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã góp ý và đã động viên trong comment này. Tôi muốn có đọc comment thôi là tại vì <laughs> có những người nói rằng là tôi không chịu đọc comment. Thì thôi lâu lâu là đọc comment một lần công khai. Công khai tôi hứa tôi sẽ đọc tự đọc hết những uh, những comment trong ngày hôm nay cho cái nick uh, cho cái clip uh, uh, Bên uh, kênh gia đình và fan góc nhìn hoàng như hùng nói về không thể lấy một cái bàn tay mà che cả ánh sáng mặt trời vào ngày 18 tháng 5 năm 2021 nhân sinh nhật mà tôi về về cụ hồ đó thì cái nick này là cái clip này là clip 454 và tôi cố tình làm sang kênh góc nhìn hoàng Dư hùng là vì tôi biết rằng là bên kênh góc nhìn hoàng Dư hùng nhiều người xem hơn thì để tôi trả lời một lần cho rõ ràng là tôi biết quý vị thương yêu và quý vị góp ý cũng như có những cái người mà đánh phá tôi cũng đọc nguyên như vậy tôi không có né nhưng mà không phải ngày nào tôi cũng đọc comment đó là tôi nói thiệt lâu lâu tôi đọc uh, những comment trên clip của tôi và hầu như tôi không có giờ để trả lời nên tôi cũng xin lỗi quý vị là tôi không có trả lời được và có những lúc tôi tôi cũng chưa biết cách thả tim nữa để hôm nào tôi coi lại cái cái điện thoại cầm tay có thả tim được hay không hoặc là thả tim ở trên computer hay trên laptop làm sao tôi phải học lại cũng chưa thả tim được đó là trả lời rất rõ nhân cái cơ hội ngày sinh của bác tôi đã làm một clip và cũng đã viết một bài trên báo Nhân dân để quý vị thấy rằng là những người mà trái chiều con số đó rất là nhỏ quý vị xem thấy rằng là họ có thể ở trên kênh của họ chứ còn kênh trên của tôi tôi đâu có cấm đoán họ tôi đâu có để tôi để thoải mái mà like hay không dislike tôi để thoải mái là điều thứ nhất chứ không phải giống như những các kênh là sợ Rút luôn cả like và dislike Sợ không có comment Tôi để comment thoải mái Họ muốn làm gì làm Có nhiều người nói tôi là uh, Cho người này người nọ nghĩ tôi nói Thứ nhất tôi cũng không có thời giờ để tôi biết nữa. Thứ hai nó Không thôi để như vậy đi Ai muốn nói ai muốn làm gì Quý vị tự đánh giá à, Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả Theo dõi với tôi chương trình Chiều ngày 18 tháng 5 Năm 2021 Và một tương tác Trên các comment của các khán thính giả cho kênh gia đình và fan góc nhìn Hoàng Giới Hùng. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.